Rồi, xin chào mừng các bạn quay lại trở lại với kênh Nguyễn Thanh Tài Vlog nha. Ngày hôm nay là công ty có nhận về hai cái tủ lạnh, đây là cái Toshiba ha, và đây là cái Sanyo. Thì cũng đã lâu lắm rồi bản thân mình mới gặp lại cái tủ Sanyo này. Nó thật sự là cũng thuộc cái hàng mà cổ thập vị lai hy á, nghĩa là quá lâu năm á. Mà các bạn biết không, khi mà nhận cái tủ này về, mấy em nó kiểm tra đây rồi thì người ta có hiện tượng khói ở dưới cái phần lốp, khói khói dưới phần này nè đây. Thì mấy đứa em đã kiểm tra sơ rồi mấy quý vị. Thì đại khái trước khi làm, chúng ta sẽ đi vào cái thông tin của cái tủ trước tiên. Đây là cái tủ hiệu Sanyo, quý vị thấy nha, hiệu Sanyo kiểu máy là SRR14K gì đây nè, tầm khoảng chừng đâu 150 lít, 140 lít thôi. Nhưng mà điều đặc biệt là gì, mình sẽ làm một cái video để mà có cái sự hướng dẫn các bạn hiểu hơn về cái tủ coi và tủ quạt. Và đây là cái tủ, đây là tủ coi đang hiện tại đây, các bạn thấy không? Này, tủ đây đã được anh em thầy thợ người ta chế tác lại rồi nè. Cũ nhưng mà ta mua đề can ta dán vô. Đây gọi là tủ coi bởi vì nó rất khác biệt so với cái tủ bình thường, là nó không có cái quạt, và viên xung quanh đây là một cái dàn lạnh, nó nằm âm ở trong chỗ này. Và các bạn thấy hiện tượng gì không? Đá tuyết đã đóng thì nó bích bích từ lớp hộp dưa luôn, đá rất là nhiều. Đây là tủ coi không, còn cái khúc dưới này á là cái điều chỉnh nhiệt độ nằm ở đây, mà các bạn thấy không, nước đá mà ta đóng ta nói thì thôi luôn á nè, ha, nước đá nè đó, quá trời, ta đóng dây ở đằng này luôn, thấy không? Và đang trên đây số 4 ha. Còn đây là cái công tắc đèn, đây là đúng điều chỉnh nhiệt độ. Hay tủ coi, tủ này lâu lắm rồi mình mới có dịp gặp lại nó. Và ngày hôm nay cái tủ này hiện tượng mà khách báo là nó có khói, nó bốc lửa dưới, thực sự đúng rồi. Bởi vì nó bị chạm mà những cái người nhân viên bên mình đã xác định bệnh rồi, mình có về coi sơ lại và nãy ra thì nó bị khét ở trong này nè, khét ở trong này nè quý vị, nãy ra đây dấu hiệu đây, nó bị tẹt tẹt ở trong này nè, đây nó bị sẹt 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 trong này rồi, nó nghe cái mùi khét lắm. Bây giờ cái cách chúng ta chỉ còn cách nữa là mua linh kiện khác mà thay thôi ha. Chỉ cần thay cái này xong có thể là nó được, nhưng mà trong cái quá trình làm chúng ta sẽ tiến hành thay thế một thứ khác. Là dây điện nó bị nổ nè, dây điện lâu ngày quá rồi nó đen à, nó nổ rồi mình phải cắt mình thay mới, và đồng thời kiểm tra tổng quát cho cái tủ này luôn ha, để coi nó còn cái hiện tượng đó hay không. Tại cái lốc là lốc cổ, vì vậy chúng ta làm phải cẩn thận, rất là dễ bị ảnh hưởng tới cái lốc tại lúc mà mình vận chuyển á, mình khi mình vận chuyển. Thì vậy cho nên khi được cái tủ này nè, mình chia sẻ các bạn, nó model nó nằm đây à, thấy không, A 12GXX gì đó, 134A. Loại tủ này là tủ coi à, dung tích của nó là khoảng 150 lít, với cái model là SR14KD à, thì là đã được chế tác rồi. Đây cái máng nước các bạn thấy không, chế tác luôn nè, chế cái máng nước luôn nè à, cái máng nước chế tác cái máng nước luôn rồi. Thì nhiệm vụ mình sửa làm sao cho nó chạy lạnh tốt đây thôi. Bây giờ hiện tượng rất là nóng, tại vì nó bị chạm chập ở trong cái phần lốc á, nó bị khẹt 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 lửa trong đó, cái mùi nó hơi khang khét, là ba cái nhựa lâu ngày nó cháy, nó bén cháy á. À, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra đưa vô trước, rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra trở lại để coi cái lốc nó chạy như thế nào. Nếu mà ok trong vòng khoảng chừng 15 phút hoặc là nửa tiếng mà nó chạy tốt thì không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ căn cứ vào cái dòng điện. À, đây là cái tủ coi hay quý vị ha, đây nè, rất là khó chịu. Tủ được cũng lâu năm nó đá không à, cái này phải đem ra ngoài rửa này kia nọ là mới được, chứ không thôi là mệt nè. À, ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ha. Thì trước khi mà mình tiến hành mình làm, ở bên mình đã chuẩn bị đây nè, một cái ampe để đo, chút xíu sẽ kéo qua điện nó đo coi cái dòng điện nó chạy sao, kèm cắt kìm nhọn ống hút để nối dây điện lại, tại vì nó bị ấy rồi ha. Đây là một mớ rờ le, thì cái tủ này tầm khoảng chừng 1/8, 1/6, thì mình xài 1/6 không sao đâu, không đến nỗi nào, chứ đúng ra này 1/8 thôi, tại có 150 lít mà. Xài 1/8 là ok ha. À, ok để coi, à 1/8, đây có con 1/8 nè, đây có con 1/8 đấy quý vị, đây 1/8 ghi sẵn luôn rồi. Ở đây có con 1/8 là có thể gắn vô là ngon lành cành đào, và cộng với là một cái bộ rờ le điện tử này nữa là xong ha. Nhưng mà cái điều đặc biệt quan trọng là khách hàng người ta rất là sợ cái vụ cháy nổ, cho nên chúng ta phải kiểm tra kỹ là cái nha. Ở đây ống đồng các bạn thấy không, nó oxy quá nè, nó đổi màu từ màu đỏ mà sang màu đỏ nè, từ màu đỏ mà sang màu đen nè, do sử dụng ở cái nơi sớm nước đen á, đây nè, nó bị oxy quá quá trời quá đất luôn nè. Ok rồi, chúng ta sẽ tiến hành thay nha quý vị. Rồi quý vị lưu ý nha, chúng ta lưu ý khi mà đấu điện á thì chúng ta sử dụng một cái băng keo này quấn bên ngoài đây ha, mình quấn bên ngoài, sau đó dùng cái ống hơi này nè để mình đưa vô nữa cho nó an toàn. Ok,
đại khái vậy nha quý vị. Rồi đại khái nè, đã tính cái xa xa để xem coi đây nè. Bây giờ tôi đã nằm ở đây, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa nè, đã gấp rồi. Vậy chỗ gì thế? Đằng này nè, bây giờ tôi quấn vô đây ha. Ok, quấn lại nè, rất là ngon, làm cành đào luôn. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục đưa cái này qua đây, đưa qua đây ha. Rồi mình chơi vô ở lại, và đồng thời cái này cũng y chang luôn, mình cũng đấu điện lại để chi mấy các bạn. Tại sao mình làm phải làm cực vậy không? Bây giờ làm như vậy nó sẽ an toàn điện ha, đâu đó cho nó ngon lành, cho để thôi làm lớ mớ thôi, đi chạm chập nổ thì lúc đó sẽ rất là phiền, người dùng người ta cũng sẽ rất là khó chịu, và cái người làm như mình sẽ cũng rất là mệt nha. Vậy cho nên thôi chịu khó mình làm đi, kỹ lưỡng cẩn thận vẫn hơn. Rồi tiếp tục nè, mình lấy cái băng keo mình quấn lại nha. Rồi ngon lành cành đào luôn. Rồi mình đưa vô. Ok, giờ bây giờ mình hơi nè. Rồi quý vị, sau khi mình đã thay đổi cái dây mới này rồi ha, thì bắt đầu mình sẽ gắn điện vô, mình sẽ gắn cái con 1/8 này vô, cái 1/8 này vô đây, nó nằm ở đây như vậy ha. Rồi sau đó kiếm thêm một cái con ha. Bên kia này nữa, ở đây mình có hai con, chúng ta có thể mua cái con mà hai dắt cũng được, nhưng mà sử dụng ở đây có thêm một dắt ở đây cũng được, không sao, thì mình gắn vô. Ok, gắn vô đây vậy nè, thấy không, thấy không, ngon lành. Vô chắc còn lại mình gắn qua cái con này, cái này còn được gọi là ra đây bảo vệ, gọi là thạch mít nè. Ok, mình gắn tiếp. Có con là một con tao cả của em. Ok, giờ chúng ta gắn vô, sau đó chúng ta sẽ tiến hành thử điện nha. Rồi đây, gắn đây trước. Ây, tiếp tục. Bây giờ cái này lỏng quá, không được, không được, quá lỏng rồi, lỏng quá, lỏng quá, không được. Mình kiếm con nào mình bóc bóc xíu, bây giờ mình sẽ bóp điện cái lại, nó hơi lỏng rồi. Thử coi sao. Ngon lành, cứ còn lắm nữa. Không được, không được, mình kiếm con khác mình thôi. Rồi quý vị ơi, mình lưu ý nha, ở đây sau khi mình đã kết nối vô những cái linh kiện mới nè ha, xong rồi thì chúng ta cần chuẩn bị một cái ổ điện. Ổ điện ở đây có CB, và đồng thời phải có thiết bị đo là cái ampe kèm. Rồi chuẩn bị chúng ta ghim vô ha. Để làm chi quý vị biết không? Phải có cái CB để đi lỡ nhưng mà cái linh kiện chúng ta thay mà nó gặp sự cố, chúng ta kịp thời tắt và chúng ta thay linh kiện khác. Một khi mà còn không thôi, trường hợp thứ hai nó chạy tốt thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm cái dòng điện ở đây. Để dòng điện nó như thế nào? Ví dụ như dòng mù của nó, cái con này tầm khoảng chừng đâu là 3.5 hay là 3.8 gì đó, tùy. Thì con lớn nhỏ nó, mà con này tầm khoảng chừng 3.5 là nó ù rồi. Ha, hoặc là cái chạy dòng rất là cao, nó cao hơn cả trời, nó lên khoảng chừng 1.mấy ampe là coi như dòng thất bại rồi. 1.mấy gần 2 chấm là thất bại nha. Bây giờ chúng ta chờ xíu, cái này còn nóng quá, nó còn nóng quá nè, linh kiện đã thay thế rồi ha. Đó là như vậy. Bây giờ chuẩn bị có ổ điện xong rồi, kết nối đàng hoàng và có cái thiết bị đo, mình chỉnh với cái thang số 0 đây, 200 ampe nè quý vị ha. Chút xíu mình sẽ bật lên, bật lên quý vị coi nó chạy như thế nào, và chúng ta chịu khó chờ, phải chờ ít nhất là mình phải chờ ít nhất là 10, cho nó chạy 15-20 phút để rờ cái này có như thế nào, cái đó ra sao, thì chúng ta mới bắt đầu là cảm thấy yên tâm để cho nó chạy lâu hơn. Chứ nếu không, trong vòng bật lên rồi mà chưa kiểm tra kỹ, khoảng chừng đâu nửa tiếng đồng hồ sau hoặc 15 phút sau nó bị sự cố một cái là bắt đầu chúng ta trở tay không kịp. Vậy cho nên chúng ta phải kiểm tra kỹ trước khi mình cho máy vận hành. Ok ha. Rồi bây giờ cùng với mình bật lên như thế nào nha. Để ý nè, quan trọng rồi cái này, coi cái này và cái này luôn, dùng như thế nào. Rồi cái con này chạy 0.9 nha quý vị. Nè, rồi có nó nóng không? Chà, nóng rồi nha.
mình rời chờ thử coi khoảng chừng đâu là 15 phút cho đến tốt hơn nữa thì nên chờ nửa tiếng đi. Con nó rất là nóng là ok, để con này chạy rất là ngon. Vậy là cái hiện tượng nổ chập là do cái linh kiện này. Nhưng mà mình không có khuyến cáo các bạn mà tự ý làm nha quý vị. Các bạn nào mà xem video này kia khuyến cáo mà tự làm mà mua không đúng đồ tại bà đó là nó sẽ gây nên cái hiện tượng phải nói là nguy hiểm lắm nha quý vị. Rồi coi như chúng ta đã xong. Cho nó chạy hơi. Tại vì mình kiểm tra thấy ok rồi, bản thân mình biết, cho nên không cần phải chờ 15 20 phút. Đây làm nghề cũng biết rồi, mình rút điện ra. Và cái nhiệm vụ cuối cùng chúng ta là gắn cái này vô nè. Mình gắn cái thiết bị này vô bên đây để che lại. Gắn cái vỏ máy này vô để mà cho nó giữ cố định và nó tránh để lòi cái ô điện này ra, nó nguy hiểm. Rồi sau đó chúng ta có thể tiến hành cho nó chạy. Nhưng mà quý vị lưu ý một điều nha. Khi mà cho chạy cái hiện tượng hồi nãy nước đá nó đóng trên đó đó, các bạn phải lưu ý. Mình phải vệ sinh cho thiệt sạch đi ha. Rồi á mình nên sửa chữa, tại cái này là mình tại cửa hàng mình làm mình quen ý rồi. Mình quen ý rồi, cho nên mình biết ý mình làm vậy luôn, không có cần phải rửa, đúng ra là phải rửa trước khi làm. Thì cái này sau khi sửa xong rồi, mình cho nó vận hành ok thử các kiểu. Thì bắt đầu là mình sẽ cho nó tiến hành rửa. Rửa xong bắt đầu mới cho chạy thử ít nhất là 6 tiếng đồng hồ để coi độ lạnh nó như thế nào và hướng dẫn khách hàng sử dụng cho đúng là luôn. Nha quý vị nha. Ok. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian để xem. Thì bây giờ mình sẽ gắn lại để cho cái quý vị xem nó như thế nào. Gắn vô đây hết tất cả cái luôn. Rồi mình sẽ tiến hành rửa máy nó. Rồi chúng ta đã quay xong rồi, gắn xong hết tất cả. Cho vô ngàm vô khớp đó đàng hoàng rồi. Nhiệm vụ còn lại chỉ còn là đi rửa sạch sẽ rồi cho nó vận hành. Tại vì mình có kiểm tra ok tất cả ha. Rồi, xin được cảm ơn những ai đã dành thời gian để xem cái video này. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại cái model của nó nha. Đây nè, quý vị đọc kỹ cho mình đi. Đang bị khan tiếng quá, không có thể nào nói nhiều được. Model của nó, và cái loại này là cái loại sa đá bán từ đời, có nghĩa là cục đóng tuyết á. Nó đúng như cho các bạn dễ hiểu đi. Cái loại này là loại không sa đá. Muốn sa đá phải rút điện nó ra hoặc là tắt cái công tắc ở dưới này. Núi đá dưới đây rất là nhiều. Rồi đại khái mình sơ nét là vậy, chuẩn bị đồ chơi tất cả cái rồi, làm đồ đó đàng hoàng là hết rồi đó. Thì thấy cái ổ cắm này hư để chắc mình phải thay luôn, quá nó bị bén lửa rồi, lâu ngày mà để như vậy cái này dễ chạm cháy nè quý vị thấy không, nó vàng nè. Thì chắc là thì thường bên mình những cái tình trạng này là bắt buộc mình thay hết á, tại vì thấy nó nguy hiểm quá, khách hàng người ta không biết mình dùng, người ta dùng cái kiểu này rất là dễ bị cháy chạm, thì thôi mình thay bởi cái khác cho người ta xài cho nó bền không quý vị ha. Rồi một lần nữa quay lại cái mô đèn lóc nè. Đó. Và đường ống ở đây nó bị oxy hóa rồi, nó đen hết trơn hết trọi rồi, chắc sẽ dẹp đồ. Còn nãy giờ chúng ta lặp lại là cái con này, cái hiện tượng của nó là khách hàng có báo và bên mình đã kiểm tra luôn, cái mùi khét của nó bốc ra từ cái lốc thì rõ ràng cái linh kiện nó hư rồi. Nhưng cái điều đặc biệt chúng ta sẽ chọn cái linh kiện làm sao cho nó phù hợp, chứ đừng có cái lốc thì nhỏ mà chơi cái linh kiện thiệt là bự, dạng như nó không phù hợp với công suất của nó thì cũng là một điều của bộ không không hay ha quý vị ha, mình lưu ý chuyện đó. Rồi thay vô rồi mình phải kiểm tra lại cho nó chạy làm sao, chí ít là nửa tiếng đồng hồ, và đặt cái tay vô cái đầu đẩy á, coi nó có đẩy nóng đều nóng đến mức độ mà mình không thể nào giữ được cái ngón tay trong cái đường ống đó nữa đó. Thì lúc đó là cái máy mình chạy ok. Vì trong vòng 15 20 phút hoặc thậm chí nửa tiếng này nó có sự cố gì không, có những cái lốc mình biết không, mình đã thay linh kiện này kia nọ nhưng mà nó chạy nửa tiếng, đôi khi là có thể cái dài lên 2 3 tiếng nữa bắt đầu nó bị hiện tượng đứng cốt. Thì đó là cái thường thường mình gặp ở những cái trường hợp là tủ đông thì xài quá lâu năm mà cốt bên trong lốc thì nó lỏng hết trơn trọi rồi, cho nên nó chạy nó đâu có được đâu, mỗi lần mà kích đề là rất là khó và đảm bảo nó gây nên cái hiện tượng là bị ù lốc ha. Nãy con này mình cũng thấy ok, thấy coi bộ là ga cũng đi qua rồi, hơi nóng vàng nóng như đó các kiểu rồi cũng là ngon, cho nên rút điện ra hả. Ok, coi như chúng ta xong, mình sẽ dọn cái bãi chiến trường này còn đấu dây này nữa là xong nhiệm vụ. Còn bãi chiến trường này đã bắt đầu cho nó chạy rồi, một lần nữa nó chiêm ngưỡng này em nói quý vị nha. Đây đóng đá từ lừa ra luôn nè, đá đóng quá trời quá đất rồi, cái này phải vệ sinh lại rồi, nấm chỉnh nhiệt độ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem video này, chủ đề này hy vọng nó sẽ là video bổ ích để giúp ích cho mọi người có thêm những kiến thức nữa trong cái ngành nghề sửa chữa máy lạnh này. Những gì mình làm là với cái ý nghĩa là muốn cống hiến xã hội, ngoài ra không có cái quan niệm nào khác hơn nữa, cho nên sẽ cố gắng làm với hết sức mình có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, like và subscribe khi các bạn cảm thấy thích cái video này, coi như là giống như là ủng hộ tinh thần để mình có thêm động lực làm video mới nha quý vị nha.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian, kính chúc mọi người một ngày mới, đầu tuần mới sẽ rất là nhiều năng lượng và vui vẻ trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở một cái chủ đề mới. Xin chào.